Mới đây, một trường hợp nam sinh mắc phải một căn bệnh gây nên biến dạng điển hình của bàn chân ngựa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng di chuyển khiến tất cả sinh hoạt của người bệnh phải dựa vào cha mẹ. Cụ thể, nam bệnh nhân tên ca 16 tuổi, theo bệnh sử, vì sinh non tháng nên ca bị co rút cân gót chân từ nhỏ. Căn bệnh này ngày một nặng khiến em đau đớn, việc vận động đi lại rất khó khăn. Tất cả các hoạt động của em đều dựa vào cha mẹ. Điều này khiến bệnh nhân rất tự ti và mặc cảm. Khi tiếp nhận nam sinh, qua thăm khám đánh giá, các bác sĩ chẩn đoán ca bị co rút cân gót cả hai bên, trong đó bên trái nặng hơn bên phải. Bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình nhanh chóng hội trần với sự chủ trì và cố vấn chuyên môn trực tiếp từ bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Văn Tiếp, chuyên gia trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình nhi. Sau hội trần, ekip điều trị thống nhất chỉ định phẫu thuật nhằm giúp bệnh nhân cải thiện vận động và tự tin hơn trong cuộc sống. Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ kéo dài gân gót, chuyển nơi bám của gân trái trước, cố định bằng phương pháp xuyên đường hầm cổ chỉ khâu tự tiêu, sau đó bó bột cẳng bàn chân hai bên. Sau 6 ngày phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, không biến chứng, đã được xuất viện và hẹn ngày tái khám, cắt bột. Theo các bác sĩ, co rút gân gót hay còn gọi là gân Achilles là bệnh lý khá thường gặp ở bàn chân, bệnh gây nên biến dạng điển hình của bàn chân ngựa, còn gọi là bàn chân thủng Equinus, là một trong ba biến dạng cơ bản của bàn chân khèo, có thể do bẩm sinh hoặc mắc phải. Gân gót đóng vai trò quan trọng trong chức năng đi đứng, chạy, nhảy, cho nên khi bị co rút gân gót sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng di chuyển của bệnh nhân. Về lâu dài sẽ gây nên biến dạng xương, khớp, dây chẳng vùng cổ, bàn chân, lệch vẹo cuộc sống, khung trậu. Thời gian gần đây đã có rất nhiều trường hợp đứt gân gót, co rút gân gót do di chứng, chấn thương hoặc dị tật bàn chân bẩm sinh vào bệnh viện cầu cứu và được phẫu thuật, trong đó có rất nhiều trường hợp là trẻ em. Các bác sĩ chia sẻ, căn bệnh co rút gân gót khiến cuộc sống của trẻ gặp khó khăn, thậm chí phụ thuộc vào người khác, về tinh thần trẻ rất tự ti và mặc cảm với mọi người do đó cha mẹ có con mắc bệnh này cần đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám đánh giá cụ thể và có kế hoạch điều trị phù hợp càng sớm càng tốt theo các chuyên gia bất cứ dị tật bàn chân nào cũng gây ra những ảnh hưởng nhất định đến người bệnh trong sinh hoạt đi lại hàng ngày sự bất thường trong cấu trúc khiến vùng da tại vị trí dị tật trở nên cứng và dày lâu ngày tạo thành những vết chai và vết loét do áp lực từ sự chèn ép của các khớp xương lên mô mềm Tình trạng sai lệch vị trí của xương khớp cân cơ dây chẳng không được điều trị sẽ gây ra biến dạng bàn chân, khiến cân và cơ bị áp lực, nguy cơ gây rách cân cơ hoặc bào mòn các khớp tại khu vực xảy ra bất thường. Tất cả các ảnh hưởng trên đều sẽ gây suy giảm chức năng bàn chân. Ngoài khó khăn khi vận động, đi lại thì người bị dị tật bàn chân còn dễ mắc các bệnh lý về cơ xương khớp như viêm xương khớp, thoái hóa xương khớp. Dù vậy vẫn có một số tình trạng dị dạng bàn chân nhẹ không gây ra triệu chứng nghiêm trọng ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Người bệnh cũng có thể cải thiện bằng các phương pháp điều trị bảo tồn như tập vật lý trị liệu hoặc nẹp hoặc bó bộ trình hình. Các bác sĩ khuyến cáo, ngay khi phát hiện dị tật bàn chân, bạn cần đến khám với các bác sĩ chuyên khoa. Dị tật bàn chân, dù xảy ra ở đối tượng nào, cũng sẽ gây ra những hệ lụy sức khỏe nhất định, nhất là với trẻ em trong quá trình hình thành và phát triển xương. Việc đi khám sớm sẽ giúp xác định được loại dị tật bàn chân, triệu chứng và biến chứng có thể xảy ra. Từ đó bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp, bao gồm điều trị bảo tồn hay phẫu thuật. Những dị tật bản chân thường do nguyên nhân bẩm sinh, đến nay vẫn chưa xác định được những nguyên nhân trực tiếp gây ra những tình trạng biến dạng bàn chân. Một số ý kiến cho rằng do tử cung người mẹ bị tăng áp lực khiến chân của thai nhi bị biến dạng. Do vậy, người mẹ trong quá trình mang thai cần hạn chế những hoạt động có thể làm tăng áp lực lên tử cung. Những điều cần hạn chế bao gồm không sử dụng chất kích thích, hút thuốc lá, uống rượu bia, kiểm soát cân nặng, không để bị thừa cân béo phì, phòng bệnh đái tháo đường thai kỳ, phòng các bệnh về nhiễm trùng. Bên cạnh đó, thai phụ cũng cần đi khám sức khỏe định kỳ để theo dõi hình dáng của thai nhi, ở tuần thứ 17 những dị tật bẩm sinh có thể được phát hiện qua siêu âm. Trẻ sơ sinh có hệ cơ xương khớp mềm dẻo, dễ dàng điều chỉnh cấu trúc nếu được phát hiện sớm và điều trị sớm. Đối với người lớn, những dị tật bàn chân có thể là kết quả của chấn thương tai nạn, vì vậy người bệnh cần chú ý trong quá trình điều trị chấn thương, dấu hiệu bất thường trong và sau khi điều trị. Nếu có bất thường ở bàn chân như biến chứng của tổn thương bàn chân, cần báo với các bác sĩ ngay, tránh để lâu khiến bệnh nặng hơn.